Thưa quý vị, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên và suốt đời. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ Đà Nẵng đã tổ chức triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo bác và tuyên dương những gương người, người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương hội viên nêu cao tinh thần tự giác học tập và làm theo bác bằng những công trình phần việc cụ thể thiết thực. Chị Nguyễn Thị Tình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thôn Quang Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, là đội trưởng đội xác minh tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ tình nguyện Việt Nam tại Đà Nẵng. Chồng mất sớm khi con còn rất nhỏ, một mình chị phải vất vả nuôi con ăn học. Nhưng hơn 12 năm qua, chị vẫn luôn dành nhiều công sức trong công tác tham gia tìm kiếm liệt sĩ cùng với đồng đội. Chị đã không ngại vất vả khó khăn bằng rừng, lội suối dọc theo chiều dài đất nước, cho đến cả nước bạn Lào, Campuchia để tìm kiếm quy tập hài cốt, đưa các liệt sĩ trở về quê hương, đất mẹ tôi là những người yêu nước và tập hợp để um, lo cho các gia đình liệt sĩ để trả lại tiền cho anh uh, cho liệt sĩ để thủ tục và hồ sơ thủ tục rồi phối hợp với các, các cơ quan để đưa liệt sĩ về quê hương đến với các hội viên chi hội phụ nữ số 1, phường hòa thọ tây quận cẩm lệ đều đặn hàng tuần các chị em lại tất bật nấu những món ăn ngon và tổ chức phát miễn phí cho học sinh và người lao động nghèo trên địa bàn tại bếp ăn không đồng nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư phường Hòa Thọ Tây để có những suất ăn nóng hổi giúp bà con và các em học sinh vào buổi sáng. Các thành viên của hội phải dậy từ 4 giờ sáng để nấu nướng. Mỗi lần đỏ lửa, các chị nấu khoảng 50 suất và luôn thay đổi các món như súp, cháo, phở, bánh mì theo từng tuần. Để có nguồn kinh phí duy trì, chị em trong chi hội kêu gọi thu gom ve chai, bán góp quỹ và các nhà hảo tâm cùng chung tay hội quyết tâm đồn hỗ trợ nhà khó khăn đỡ cho các anh chị bữa ăn sáng dù ít nhưng mà nó là cái tấm lòng của các chị em cũng mong muốn cấp trên quan tâm còn ngày là tiễn ra hơn nữa để giúp đỡ bà con nhân dân. Học bác từ những điều giản dị nhất với những việc làm thiết thực cụ thể của các chị đã tạo nên hình ảnh đẹp của người phụ nữ không ngại gian khó. Qua đó lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp phụ nữ về lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa góp phần tích cực thực hiện phong trào xây dựng người phụ nữ việt nam thời đại mới